Đây, em đưa rác lên bờ. Một ngày bơi mấy cây số chỉ để nhặt rác thôi. Vừa bơi vừa nhặt rác. Tới chỗ này xử lý rất là lẹ. Cảm ơn quý vị, cô bác, anh chị ủng hộ nha. Nhấn like và đăng ký kênh YouTube Tuyun nha, để giúp em có cái kinh phí mà nhặt rác dưới sông với nuôi mấy con thú. Chỗ này lên bờ rồi, ok rồi. Oh,